Standard Fans là cặp đôi đến từ Philippines mang số báo danh 54. Jayson Gayon và Marie Joy Guao đến từ Philippines đã kết thúc. Ta sẽ chờ xem kết quả chấm điểm của các trọng tài dành cho cặp nhảy đến từ Philippines sẽ như thế nào. Liệu có thể giúp họ có được vị trí trên huy chương hay không? Chương bạc, còn huy chương đồng thuộc về cặp vận động viên của